Cây của bác ở đây. Xanh đẹp. Đấy. Khu vực quen thuộc xem nó có cái gì không. Xanh hả chú? Này có cây đẹp chứ. Đâu chú? Cây chậu trắng ở trong kìa. À, đang đêm vai à, rồi. Sao núi? Núi đẹp. Từ trước giờ tôi mua được cây đẹp vậy thôi. Mày đẹp muốn quay nào? Quay về ở nước ngoài mà quay thật đấy. Đó, chưa nhìn thấy thật. Hả? Chưa nhìn thấy thật. À. Sao núi? Đây. Chủ cây khen đẹp, mình cũng khen đẹp. Rất hợp lý luôn. Nhưng mà cái chậu này thì không kết cái chậu này. Chưa kết được cái chậu này. Không kết được cái chậu. Mặt sau nè. Đây có đẹp không? Đẹp đấy chú. Cái này bao tiền đấy chú? Cái này bao nhiêu tiền? 7 triệu. Rồi. 7 triệu. Vậy cái cháu này chui kiếm đấy à? 7 triệu. Đó. Đẹp đấy. Đẹp. Đấy. Xăm núi rất nhiều. Đó, chắc qua kỳ được miền Nam nhiều. Nam miền Trung huyện đấy xăm núi. Giờ có con xăm núi đang có quả đấy. Xa này cũ không? Đáng đồng tiền bát gạo. Cây đấy từ ngày xưa là ta mua được cây là đẹp nhất. Đẹp nhất. Chưa giờ mua được cái xăm núi rồi đấy. Rắn lạc. Xăm núi. Bắt cả cái này. Nhân
tiện xuống lá luôn. Biển thì đẹp. Biển thì đẹp. Điền này đẹp đấy. Giờ này quay được nhiều video nhất đấy. Là nhiều nhất. Đấy là người ta cứ chỉnh người ta quay. Đúng rồi, bởi vì nó đẹp. Đúng rồi. Nó tổng thể đẹp, đẹp. Nhiều cây đẹp. Hôm nay những cây thế. Nhiều cây đẹp ấy, thuộc là nhiều cây đẹp. Chỗ này mới là chưa thấy người đẹp. Chỗ này mới là nhiều nhất. Mình mua thế thôi, mình mua bây giờ toàn những cái lùn vụn đấy, tích tích thôi. Nó cũng là đẹp, nhưng nó quá nhỏ so với mình. To thì có nhiều hãm gì đâu, những cây nó già rồi làm gì có phá thế. Những cây sam núi làm gì cũng phá thế, sam núi được thế nó cũng vẹn lắm. Quyền đây. Số cây cũ thì quay rồi. Giờ có cây mới là cái sam núi kia và cây con Nam Biển kia. Bây giờ mới bây giờ thôi. Bên trong kia thấy rồi. Số cây cũ thì vẫn còn. Xem bây giờ nữa đây. Còn nữa rồi chúc nhau chúc nhau. Chúc nhau đầy những cây dạng. Cái du cái mấy tiền đấy cô? Cái du cái 3 tiền. Cái du cái 3 tiền. 20. Quái lão. Đấy. Bây giờ bọn đấy. Đấy, thế lấy cây cây cũng đẹp. Đẹp. Đẹp nhất từ ngày xưa giờ là cái đấy. Nếu là sam núi nó là đẹp nhất, đẹp hơn cả cái đồi thác Cổ. Đây là cây răng lạc. Cây nào anh? Si. Si si. Cây 1,5 triệu. Si. Này cũng được, con này ok đấy nhưng mà đổi cho nó cái chậu nhìn nó sẽ khác ngay. Cây này cũng là si đúng không nhỉ? Xanh xanh ngay xanh. Nó là loại si nhưng mà si xanh. Lấy bao tiền à? Hỏi nó. Đây là 1,5 triệu. Đổ đây. Đặc biệt. Năm nay là mua cái thế mà chơi. Cái này cho vào cái chậu khác cái nhìn nó khác ngay. Chậu này trông nó anh em quá. Mình về mình chơi mình thay cái gì thì thay. Bây giờ chúng tôi thay vậy thay nhiều lắm. Đấy. Biết. Ra này tí nè. Rồi. Rành rành. Ổi này. Chả thấy cây ổi tím nào mà chị ạ. Cây ổi ta thôi. Ổi này hay đấy. Ổi nhỏ nhỏ cũng hay đấy. Đây là đang bao nhiêu đây chú? Đây á. Đó. 8 triệu. Tiền cái ổi nhỏ nhỏ kia là bao nhiêu anh? Cái 800. 800. Hà Đông rất nhiều cây đẹp đúng không? Vâng. Giờ thì không có mang tiền đi mà mua, mang tiền thì bao nhiêu mét? Rất đẹp. Vâng.
tốt nhất là cất tiền ở nhà nếu mà hết nhiều tiền lắm. Mua cây này muốn cây này lại muốn có cây kia. Ờ nó liên tục như thế mà nó muốn nghiện, không mua không chịu được, về nó vứt dứt, về lại muốn vứt mẹ cây kia đi. Rồi. Đất thì có ít, không trở thành đấy. Có muốn mua một cây nhưng mà mẹ chậu trước mà là thành 2 triệu, 2-3 triệu. Đúng rồi. Mà mua một cây hôm sau lại muốn mua cây nữa. Ồ thế. Ừ. Mình thì có in ra tiền đâu. Nói đúng thế. Nó đẹp quá. Rồi. Đấy.